Còn mấy con ốc lúc nãy mình vừa lấy thì anh em vặn lại thôi. Cam này là cam full màu anh em nhá. Ban đêm xoay khoảng độ rất là rộng luôn. Hai mắt mà hết cái công trình này luôn. Hết cái công trình này. Đây anh em. Đấy. Xoay rồi, đấy. Tít xuống thế này, đấy. Đây, công trình quá là to. Đấy, đi theo đây. Một mắt bên này. Một mắt sang hướng bên này. Đó. Cái hộp sắt này là hộp sắt nó cứng lắm. Không chỗ nào mà treo nhé. Ây da. Khó sườn quá các bạn. Bắn nơi này toang rồi. Con ốc này hình như đã bắn được nữa. Khả năng bắt được mỗi một con ốc thôi. Quái quá. Chắc là bắt một cái con ốc rồi anh ạ. Hai con thì tốt nhỉ. Được một con thôi cũng được. Chắc chắn rồi. Yes. Ok. Một mắt này nó bị hỏng.
Đây, ở đây rất nhiều đồ luôn. Đây, sẽ đưa cho anh em theo đúng quy trình nhá. Quy trình để anh em biết được sẽ vận hành như nào nhá. Tháo ra đã nhá. Anh em chờ tí, đừng vội. Nhiều dây dựng lằng ngoằng phết đấy. Đầu tiên là dây điện anh em nhé. Hôm qua làm vội quá nên quên cầm cái này đi. Quan trọng nhất là dây điện này. Mấy cái kia tính sau. Ở đây thì ngoài này thì dùng mỗi hai cái ổ thôi. Một là sử dụng cho cái bộ chuyển nội quang. Hai là sử dụng cho cái bộ ship PPOE này.
hôm qua để thừa cái dây này, bởi vì sau này khách còn chuyển cơ. Ở đây chưa phải là cố định nha, không phải vị trí cố định. Rồi, xong khi xong nguồn điện thì anh em sử dụng đến cái dây cắp quang. Dây cắp quang tí mình quấn ngoài cũng được, không sao. Dây cắp quang thì anh em sử dụng bộ chuyển quang nhá. Đây là bộ chuyển quang đây nha, cắm vào cái TX ở đây. Đó. Ồ, tiện thể mình cắm nguồn luôn nhá. Cắm nguồn này. Đấy. Tiếp theo là cái ship chiêm, ship PPLE của Cam. Đây là cái nguồn của Cam. Nguồn này nó khá to. Bỏ trong đây ra. À ta. Cắm nguồn luôn cho cả, cho cái ship này, ship chia này. Hộp này cũng vừa vặn luôn. Bình thường nếu mà anh em muốn gọn như thế anh em cắt bớt đi nhá. Cắt bớt dây thì nguồn đi, đỡ phải đấu nó nhiều như này. Đó. Tiếp theo thì anh em dùng một cái dây dây lan nhé, dây lan cắm từ cái bộ chuyển quang này đến cái ship chia này. Cổng lan của cái bộ chuyển quang đây, chuyển quang ở đây. Đây cổng lan, đây cổng lan này. Đấy, ship chia. Rồi. Ship chia thì anh em cắm vào cái cổng uplink, uplink nhá, 5 hoặc 6 đều được. 5 đây. Rồi, bây giờ tiếp theo là cắm cái dây của camera. Đây là cho camera này. Một mặt cam của camera này. Cắm từ 1 đến 4 anh em nhá. Cắm thích cắm cổng nào cũng được. Đây là cam 1 này. Cam 2 đi. Cam 2. Ok, như vậy ok rồi, đúng không? Đủ 2 cam. Cái hộp này nó rất gọn gàng. Mình vứt được đầy đồ vào trong này. Đây, anh em đậy nắp vào thôi. Đóng lại. Xong. Vâng.
cái này nó hơi to. Ok, mình xuống lấy băng dính đã nhá. Băng dính này, mấy con ốc mà siết lại. Đây là cái gioăng để chống nước anh em nhé. Cho nên anh em cũng phải sử dụng hết cái đồ phụ kiện của nhà cung cấp đưa cho. Đó, nhét vào. Cái này nó hơi đầy. Cái này to quá nhỉ. Thôi bỏ đi. Cái này to. Những cái vị trí như này thì anh em dùng băng dính anh em cuốn lại nhá. Ở đây sử dụng cái PPOE cho nên là anh em không cần phải cắm nguồn nhá. Tôi câu luôn cái PPOE ra đây. Ship PPOE luôn. À, không phải đấu thêm nguồn. Rồi, xong anh em nhét vào hộp kỹ thuật thôi. Đó. Còn cái dây cắp quang này thì anh em quấn thôi. Quấn bỏ lên trên cột. Anh em quấn theo hình vòng tròn này là được. À, thịt luôn vào dây này. Rồi, còn lại ít cái dây này. Quấn cho nó căng vào đã. Ok. Còn mấy con ốc lúc nãy mình vừa lấy thì anh em vặn lại thôi. Cam này là cam phun màu anh em nhá. Ban đêm xoay khoảng độ rất là rộng luôn. Hai mắt mà hết cái công trình này luôn. Hết cái công trình này. Đây nhá. Đó. Xoay vào đây. Đó. Tít xuống dưới này. Đó. Đây, công trình quá là to. Đây, đi theo đây.
một mắt ở bên này, một mắt sang hướng bên này. Đó. Ok. Vào kiểm tra lại cái dây quang phát ạ. Hôm qua nối cái dây này nhưng mà thừa. Đấy, như vậy là hoàn thiện rồi, hoàn thiện rồi anh em nhé. Một bộ chuyển quang này kéo từ cái nhà bên kia chạy về đây, cộng thêm đấy là sử dụng là cái một cái đường dây điện, một cái đường dây điện từ cái đấy, từ nhà, từ cái công xe công này chạy lên cái hộp bên này. Dây rất là cao luôn, xe cẩu thì chắc là thoải mái luôn, rất là cao luôn anh em. Đó, quên nhìn cái mét cáp, nhưng mà nó cũng rơi khoảng tầm 70-80 mét đấy. Bộ này lập lòe quá nhỉ. À, cày thế. Cái dò cái bộ chuyển quang này nhỉ. Đấy, lúc được lúc không. Đó. Đau quá là đau. Ra ngoài kia. Đấu cái thêm cái đường dây điện hôm qua hoặc không có cầm. Đây, khi nào anh em cắm mà nó thông điện này, nó sáng thêm hai đèn này này. Bây giờ lại thêm lại đủ đèn này. Chả hiểu sao. Bộ quang này tèo.